Hello, chào các bạn. Mình là Hạnh của Page và Blog Mèo Kể Chuyện Mèo. Hôm nay các bạn thấy Hạnh có cái gì lạ không? Hôm nay Hạnh có đồ chơi mới rồi. Mới nhận hàng luôn. Bữa trước á, trên kênh Page Blog Mèo của Hạnh thì Hạnh có chia sẻ với các bạn một số hình ảnh về các phụ kiện cho mèo á, ví dụ như là võng giường nằm cho mèo nè, thời bàn cào cho mèo nè. Thì thật sự là bữa đó là mình share hình ảnh và cái dự định của mình. Nhưng hôm nay á, là mình đã có hàng thật về với mình và có những hình ảnh thực tế. Mình sẽ cùng các bạn là đập hộp chiếc võng giường dành cho mèo và cái bàn cào dành cho mèo. Sau đó là sẽ cho mấy con mèo nhà Hạnh á, tụi nó thử coi là cảm nhận của nó, của tụi nó về cái sản phẩm này như thế nào. Bây giờ Hạnh sẽ cùng các bạn đập hộp và xem các sản phẩm như thế nào nhé. Mời các bạn đón xem. Chi mà sofa đã tỏ ra rất là thích thú khi mà muốn đập hộp này ra rồi. Bây giờ chị sẽ đập hộp này ra ha, mở từ cái ra, chứ nữa lắp đồ sofa chơi nha. Sofa, chào anh chị đi. Việc đầu tiên của mình á là để con heo này nằm có một bên này nha. Các bạn thấy là cái sản phẩm võng giường nó cũng có cái diện tích khá là lớn và nhà sản xuất đó, họ cũng khá là cẩn thận khi mà họ bao bọc cái này và họ còn ghi chữ hàng dễ vỡ bên ngoài. Giờ Hạnh sẽ mở ra. Các bạn ơi, trong cái thùng này á là nó bao gồm tất cả các đồ cần thiết để lắp một cái võng lyre và võng ngựa. Bây giờ Hạnh sẽ giới thiệu cho các bạn từng món trong bộ lắp ghép của bộ võng móng ngựa nhé. Đầu tiên là hai trục chính của bộ võng móng ngựa. Các bạn thấy là nó có hai cái trục chính này, nó như cái móng ngựa nên đặt tên là võng móng ngựa. Tổng cộng là có hai cái nha. Và các bạn thấy để ý ở đây nè, ở đây nó sẽ có những cái khe rất là đều nhau. Tức là chút nữa mình sẽ lắp ghép những cái trục ngang trên những cái khe này rất dễ nha các bạn. Tiếp theo là 15 thanh trục ngang sẽ được gắn lên hai cái móng ngựa nha. Và đây là cái búa để mình có thể đóng cho những cái thanh trục ngang này chắc lên cái móng ngựa. Tại vì Hạnh mua hai bộ nên giờ Hạnh có hai cái búa. Và một dụng cụ không kém phần quan trọng trong cái bộ võng móng ngựa này á, đó là cái gì? Là cái võng. Đây là cái võng võng của mèo. Nó có những cái dính rất là chắc. Chút nữa Hạnh lắp xong á, Hạnh sẽ biểu diễn cho các bạn coi là mình sẽ gắn lên cái khung như thế nào nhé. Đây là toàn bộ những cái dụng cụ cần thiết để mình có thể lắp một cái võng móng ngựa. Và mình thấy là thực sự nó đối với Hạnh nó khá là đơn giản và Hạnh có thể tự lắp được luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào cùng nhau lắp nhé. Để lắp bộ võng móng ngựa này á, đầu tiên là mình sẽ lấy hai cái móng ngựa ra. Mình giữ cho nó song song với nhau. Sau đó ở cái khớp chính giữa nhất nè, chính giữa nhất của cái móng ngựa thì mình sẽ lắp một cái thanh lên trước, định hình cho cả hai cho nó đứng được. Đây, mình sẽ lắp tạm vào đây. Nó chưa chắc đâu. Chính vì thế Hạnh sẽ lấy cái búa nè, Hạnh gõ vào đây để chắc. Rồi, các bạn chỉ cần gõ chắc làm sao cho nó khớp được hai cái khớp vào với nhau nhé. Nè, giờ nó lại dính vào nhau nè, Hạnh nhấc lên một cách rất là dễ dàng. Đây là cái đầu tiên, còn 14 cái nữa thì mình cũng sẽ đánh tương tự từ trên xuống dưới cho tích hết tất cả các khớp nha các bạn. Hạnh đã gắn xong cái móng ngựa rồi. Bây giờ là đến khâu mình sẽ dùng tấm vải mình trải lên nhé.
Đây, tấm vải này thì nó được thiết kế là có những cái dáng như thế này. Việc của Hạnh là Hạnh sẽ dính tấm vải này qua đây. Bây giờ Hạnh sẽ dán võng cho mèo nè. Hạnh đã dán xong võng cho mèo rồi nhé. Bạn xem mặt trước mặt sau nè. Rồi à, Hạnh thấy là nếu mà Hạnh tự làm á, thì chắc khoảng trong vòng vào ra khoảng 15 phút là xong. Bây giờ thì cho hai đứa này nó thử coi sao nha. Ok, chưa chi thằng sofa nó đã lần mò ra rồi các bạn ơi. Wow, wow. Cảm nhận sao sofa? Wow, có bạn gì này. Đây là thằng sofa nhà Hạnh nhá. À, vì chú ấy có vẻ khá là thoải mái khi mà ngồi trên cái võng này đây. Sao sofa, cảm nhận sao? Được không? Ok không? Ok. À, kiểm nghiệm sơ sơ thì mình nghĩ là thằng sofa nó thích cái võng này đó. Cái võng này Hạnh nghĩ là nó khá là nhẹ, mình có thể di chuyển linh động ở những nơi mà mình cảm thấy phù hợp cho căn nhà. Theo nhà sản xuất nói á, thì nó có thể chịu được trọng lượng lên đến 15kg. Nên các bạn yên tâm là các boss của các bạn á, cho dù đến 15kg thì nó vẫn ngồi được nhé. Ở đây á, nhà thiết kế họ còn có thêm một cái lỗ đây nè. Nên nếu mà các bạn muốn có những cái đồ chơi xinh xinh, cái lắc xinh xinh hay cái vòng xinh xinh, cái chuông xinh xinh gì đó cho mèo chơi ở đây thì các bạn cứ cột vào cái lỗ này ở đây nè. Cả hai bên đều có lỗ nhé. Đối diện nó có cái lỗ luôn. Đó, thì mình có thể cho mèo chơi. Ok, vậy là Hạnh đã lắp xong cái vòng móng ngựa rồi nha. Các bạn ơi, sau khi lắp xong cái vòng móng ngựa thì bây giờ mình sẽ qua cái vòng lyre nhé. Bên nhà xuất họ cũng khá là kỹ, họ bao bọc lại cho mình. Bây giờ Hạnh sẽ khui ra cùng với các bạn. Các bạn yên tâm là sau này hàng với các bạn đó, nó cũng sẽ được đóng gói kỹ như này nha. Các bạn ơi, cái võng lyre nó cũng có 20 chính như thế này. Thì Hạnh thấy nó cũng giống như là cái cảm giác giống như là cái xe trượt tuyết hạng nam cực á. Tiếp theo, đây là các thanh để mình lắp lên cái võng lyre này. Nó tổng cộng là 5 thanh bạn nhé. Theo là cái võng giường ha. Võng giường này nó cũng tương tự là mình sẽ để lắp vào hai cái thành của cái võng lyre này. Sau khi mà mình xếp xong các trục chính này thì sẽ lắp lên cho các bạn coi nhé. Và cuối cùng vẫn là cái búa xinh xinh để chúng ta có thể thao tác cùng nhau. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau lắp nha. Cũng tương tự như là cái võng móng ngựa lúc nãy á, bây giờ Hạnh cũng sẽ lắp cái trục chính giữa trước. Lắp các thanh vào trước rồi sau đó gõ sau. Còn nếu bạn nào siêng thì có thể vừa lắp vừa gõ cũng được, không sao. Cách nào mà thuận tiện cho bạn nhất thì bạn cứ làm. Xong, đơn giản 1 phút 30 giây xong rồi. Đây, mặt trước mặt sau cho các bạn coi luôn nè.
Rồi, bây giờ mình lấy cái sẵn là mình phủ lên thôi. Thế là xong rồi. Xong cái mỏng rồi. Một cái bọng nhỏ nhỏ xinh xinh. Và bây giờ cần một em mèo lên thử nghiệm. Ôi, Sofa đang ngồi đây hả? Lên thử bọng nha. Nào Sofa cho chị cảm, chị biết cảm nhận là bọng sao cưng? Nè, cưng thấy bọng sao? Nói cho các anh chị biết đi. Úi dồi, úi dồi, úi giời ơi. Nhìn này các bạn, nhìn này. Thằng Sofa cho lên phát là lên luôn này. Còn nhiều ai mà sẵn thế, cho lên phát lên luôn. Trời ơi. Ồ, có vẻ thằng cu này thích nằm võng nha. Võng lớn, võng nhỏ thích luôn. Rồi. Các bạn ơi, vậy là mình đã cùng các bạn lắp xong cái võng Libre cho lũ mèo rồi nhá. Thì bây giờ Hạnh đã thử nghiệm á, thì thằng Sofa của Hạnh nó khá là thích võng. Giờ Hạnh đặt lên luôn, cát là nó nằm luôn này. Các anh chị coi này, mèo nhà ai mà nằm kiểu này không, nằm tuột cái đầu xuống luôn này. Nằm được nằm luôn ấy. Ê, đấy, biết chưa các anh chị coi này, cái sofa nhà tôi này. Ok, các bạn thử xem, thấy tụi nó nằm vất vưởng thì cũng tội nghiệp, nhưng mà thấy nằm sướng này thì yêu thế. Nhà sofa nhà, rồi nằm còn ưỡn ra luôn này. Nằm cái dáng này là chứng tỏ là cu cậu rất là thích luôn ấy. Các bạn ơi, vậy là các bạn đã cùng Hạnh cùng lắp qua hai cái võng, một cái võng móng ngựa và một cái võng Lyre cho mèo nằm. Và thật là vui khi mà thằng sofa nhà Hạnh nó khá thích võng luôn ấy. Nằm lên là nằm được là nằm luôn. Trời yêu thế. Trời ơi yêu quá đi tôi. Yêu quá. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau khui thêm một thứ nữa nha. Đố các bạn, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng khui hẻm vật bí cho các bạn coi luôn nha. Tèn, tèn, tèn. Tèn, tèn, tèn. Đồ chơi mới. Đây là cái đồ cào móng cho mèo. Đồ cào móng này á, Hạnh thấy nó thiết kế rất là dễ thương nha. Giờ để mình tận một sở thị luôn nhé. Để gần lại cho các bạn coi nè. Đây là cái bàn cào móng cho mèo. Bàn cào móng cho mèo á, đầu tiên là nó được thiết kế hình dung một chú mèo rất là dễ thương và có cái mực vàng ở đây. Theo nhà sản xuất nói với mình á, thì đây là được dùng nhựa tái sinh và nhuộm màu thủ công. Và mèo có cào cỡ nào ấy nữa thì nó cũng khá là lâu xước. Còn hồi trước ở ngoài thì người ta hay dùng những cái sợi dây đay người ta quấn lên để cho mèo cào á, thì cái đó nó rất là nhanh xước. Nhưng dùng cái nhựa tái sinh này nó vừa chắc vừa mèo cào rất là đã. Các bạn thấy mình cào cũng thấy đã luôn à. Ngoài việc hai con mắt dùng để trang trí cho cái bàn cào móng mèo này xinh đẹp á, nó còn có một tác dụng là các bạn có thể treo lên nha. Nếu mà bạn nào mèo nhà bạn nào mà thích cào đứng á, thì các bạn có thể luồn dây qua hai cái lỗ này và mình treo lên một chỗ nào đó thuận tiện để mà cho tụi nó cào. Các bạn ơi, đây là cái bàn cào rất là dễ thương nha. Ngoài hình dạng mèo á, nó còn có các hình dạng khác rất là dễ thương, ví dụ như là hình quả trám nè, hình vuông nè. Đó, thì nếu các bạn quan tâm á, thì Hạnh sẽ share thêm một vài hình để các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Hạnh. Sau khi thử nghiệm xong thì Hạnh thấy thằng sofa nó khá là thích nha. Vừa để ra một cái luôn á là nó chồm lên nó chơi luôn. Hãy nghĩ đây cũng có thể là một cái lựa chọn đáng giá để các bạn cân nhắc trong việc đó là mình mua những cái sản phẩm để boss cưng nhà mình có thể nằm cho thoải mái. Thì đối với Hạnh á, thì hãy nghĩ thời tiết ở trong miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn á, thì nó cũng khá là nóng. Nên thường thường là những cái đệm mà hơi dày một chút á, thì những bé mèo mà nó không quen á,
nó cũng sẽ không thích nằm vì hơi mình khá là nóng. Như các bạn thấy, chất liệu vải này nó vừa tạo được cái độ căng nhún và nó lại vừa khá là mỏng. Các bé mèo nằm lên nó sẽ không bị nóng. Mẹ thấy cái này nó khá là chắc chắn nên thời gian sử dụng được cũng khá lâu. Nếu các bạn quan tâm về sản phẩm này thì cứ comment bên dưới, hẹn sẽ chia sẻ với các bạn dựa trên những cái trải nghiệm thực tế của mình. Cảm ơn các bạn đã đón xem clip của Hạnh nhé. Hãy cùng like, share, comment và ủng hộ cho Pace Blog Mèo Kể Chuyện Mèo. Hẹn gặp lại!